Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, không khí lạnh tràn về, dù chỉ là chút lạnh cuối mùa, nhưng cũng đã làm nhiệt độ giảm đi đáng kể, chấm dứt hoàn toàn trạng thái oi nóng của những ngày trước. Trong đêm qua và sáng nay, nền nhiệt tại các tỉnh thành miền Bắc vẫn có xu hướng giảm nhẹ, với mức nhiệt thấp nhất ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, hạ còn từ 15-17 độ. Trong khi ở vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội thì từ 18-19 độ. Cùng với đó là những cơn mưa rào nhẹ vẫn còn duy trì. Sang tới trưa chiều nay thì khối không khí lạnh ổn định, mưa giảm. Vì thế mà nền nhiệt cao nhất ngày tại khu vực Bắc Bộ sẽ tăng lên. Khu vực vùng núi và Trung Du sẽ tăng lên mức từ 22-25 độ. Còn ở đồng bằng là từ 24-26 độ, trời vẫn còn lạnh. Dự báo đến ngày 13 tháng 4, Bắc Bộ sẽ lại tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường yếu nữa. Do vậy, từ đêm ngày 13 đến ngày 16 tháng 4, trên khu vực tiếp tục sẽ có mưa rào và dông cục bộ, có nơi có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng kèm theo lốc sét. Với miền Trung, dự báo trong ngày hôm nay trên khu vực sẽ có mưa, nhưng nguyên nhân gây ra mưa lại khác nhau. Ở phía Bắc và Trung Trung Bộ thì không khí lạnh tiếp tục dồn xuống và gây mưa dọc khu vực ven biển từ Thanh Hóa tới Quảng Trị. Còn từ Phú Yên đến Bình Thuận, trong chiều nay cũng lác đác có mưa, nhưng lại là những cơn mưa với những đợt mưa dông đưa ẩm từ biển vào đất liền. Vì thế mà nền nhiệt ngày hôm nay tại các tỉnh thành miền Trung cũng có xu hướng giảm. Từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, nhiệt độ giảm còn từ 24-29 độ. Các khu vực còn lại nhiệt độ dao động từ 30-32 độ. Ở phía Nam, khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, thời tiết ngày cuối tuần cũng tương đối dễ chịu. Ngày trời có nắng và gió đông, có cường độ, nắng không mạnh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên duy trì trong ngưỡng từ 30-32 độ, còn tại Nam Bộ là từ 32-34 độ. Chiều tối có mưa nhưng chỉ là mưa dông cục bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rải rác, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ, có nơi trên 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây phía Bắc đêm có mưa và mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi. Phía Nam có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ, riêng phía Bắc từ 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 24-27 độ, phía Nam từ 27-30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ. Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Miền Đông có nơi có nắng nóng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm mưa, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi,
Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông gió đông bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7, biển động. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. We'll be right back.